kính chào quý vị đã đến với chương trình sống khỏe với bác sĩ Win trên đài truyền hình phố Bồ TV. kính thưa quý vị gần đây chúng tôi nhận được khá là nhiều câu hỏi và thắc mắc về vấn đề sức khỏe. À, vì vậy chúng tôi quyết định sẽ phát hành chương trình sống khỏe với bác sĩ Win vào mỗi ngày đầu tiên và ngày 15 hàng tháng. ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề mà quý vị thắc mắc email nhắn tin gỡ tôi rất là nhiều đó là ung thư và đây cũng là chủ đề tôi đã từng nói chuyện trong cái bài nói chuyện của tôi tại Việt Nam vừa qua nhưng hôm nay chúng ta sẽ nói kỹ hơn về từng loại ung thư và trong những ngày sắp tới tôi cũng sẽ nói kỹ hơn hôm nay chúng ta sẽ nói về ung thư phổi thì ung thư phổi là một căn bệnh mà hầu như quý vị nào tại Việt Nam hoặc tại Mỹ đều nghe thì ung thư phổi là một loại ung thư bắt đầu từ trong phổi của chúng ta và đây cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Hoa Kỳ ở cả nam và nữ. À, số người chết vì ung thư phổi hàng năm, quý vị biết không? Nó còn nhiều hơn tổng số người chết vì ung thư ruột, ung thư vú và những loại ung thư khác. Nói như vậy, để quý vị thấy rằng ung thư phổi là một trong những bệnh giết người hàng đầu. Như vậy, triệu chứng của ung thư phổi là gì? Ung thư phổi thường không gây ra các dấu hiệu và các triệu chứng trong giai đoạn đầu. Và cái này là một cái điểm chung của hầu hết các loại ung thư mà khi tôi nói chuyện về sau. Nghĩa là ung thư ở giai đoạn đầu tiên thường ít có thấy những triệu chứng. Vì vậy cái việc ngăn ngừa của ung thư nó quan trọng hơn là chữa trị ung thư. Nhưng mà nếu mà đã có những triệu chứng rồi thì những triệu chứng gì? Đầu tiên là ho, Ho là một trong những triệu chứng đầu tiên của ung thư phổi. Mà cái quan trọng là ho mới xuất hiện, ho không có cải thiện. Có nghĩa quý vị đã đi gặp bác sĩ rồi, uống thuốc, nhưng mà ho cứ tiếp tục ho. Và cái thứ hai là ho ra máu. Thậm chí là một chút xíu máu thôi, cũng là một trong những cái vấn đề. Tại vì đối với phổi mà ho ra máu là một trong những dấu hiệu nguy hiểm, quý vị cần phải đi gặp bác sĩ liền cái kế đó là khó thở đau ngực thở khò khè khang giọng hoặc là giảm cân thì đây là những triệu chứng cũng là khá là chung chung đặc biệt là nếu mà chúng ta đau xương nhất là xương lồng ngực hoặc là đau đầu trong một số trường hợp ung thư phổi di căn đến xương lồng ngực khiến chúng ta bị đau thì đây là những triệu chứng thông thường và khi mà ung thư phổi đã bắt đầu thường là có thêm giai đoạn thì chúng ta sẽ thấy như vậy quý vị nào mà thấy những cái triệu chứng tôi nói nên đi gặp bác sĩ ngay lập tức nhưng mà nguyên nhân của ung thư phổi là gì ung thư phổi nguyên nhân chính cho tới ngày hôm nay là hút thuốc tuy nhiên có rất là nhiều ca thậm chí bây giờ là sẽ đã có nhất là tại mỹ và những nước phương tây ví dụ như canada thì ung thư phổi xảy ra ở những người chưa bao giờ hút thuốc và sẽ tới 15 cho tới 20 phần trăm tổng số bị ung thư phổi nhưng mà phần lớn là những người mắc bệnh ung thư phổi đều có liên quan tới thuốc lá khi mà quý vị nghe tôi nói chuyện về ung thư phổi ngày hôm nay cái đầu tiên quý vị có thể làm là nếu như quý vị đang hút thuốc là bỏ thuốc lá tại vì đó là cái cách đơn giản nhất để giảm thiểu và thậm chí ngăn ngừa ung thư phổi như vậy ung thư phổi được chia làm mấy dạng nó có hai dạng thôi quý vị chỉ cần nhớ có hai dạng thôi tại trong y khoa chúng ta là chưa kỹ hơn nhưng mà trong nói chuyện thông dụng thì chia làm hai dạng chính là ung thư tế bào nhỏ và tế bào không nhỏ thì tế bào nhỏ thì loại này thường chỉ xảy ra ở người hút thuốc lá nặng và ít phổ biến hơn như trong 100 người thì khoảng chừng 15 là tế bào nhỏ còn ung thư phổi không phải tế bào nhỏ là non small cell carcinoma xảy ra thông dụng hơn 85 cho tới 80 thậm chí 90 phần trăm là xảy ra ở loại ung thư không phải tế bào nhỏ thì ung thư không tế bào nhỏ là chia ra những cái loại khác bao gồm ung thư tế bào vẩy ung thư biểu mô tuyến và thêm ung thư tế bào lớn như tôi nói trên hút thuốc là một trong những yếu tố mà gần như nguy hợp cơ hàng đầu khiến chúng ta bị ung thư phổi tuy nhiên những người mà không hút thuốc ví dụ như là vợ chồng con cái của các người hút thuốc họ vẫn có khả năng bị ung thư phổi quý vị nào ở đây có ông xã hay là có người thân bạn bè đã hút thuốc kêu họ bỏ hút thuốc tại vì quý vị tiếp xúc với họ quý vị vẫn có khả năng và thậm chí rủi ro bị ung thư phổi những cái rủi ro khác của ung thư phổi ví dụ ví dụ như là khi ra đình um, tiếp xúc tiếp xúc với những cái hóa chất khác đặc biệt là chúng ta có tiền sử ung thư phổi trong gia đình có nghĩa là chúng ta có người thân mắc bệnh ung thư phổi uống quá nhiều rượu cũng có thể dẫn đến ung thư phổi quý vị cũng biết rồi Việt Nam là một trong những nước à, nổi bật về tiêu thụ bia rượu và thuốc lá, thành ra không có gì ngạc nhiên khi mà chúng ta thấy tỷ lệ à, người Việt Nam mắc bệnh ung thư phổi trong những năm gần đây rất là cao, đặc biệt là trong giới nghệ sĩ. thì uống thuốc lá, hút thuốc lá mà uống rượu nữa là hai cái điểm tuyệt vời để phát triển ung thư phổi. khi mà ung thư phổi chúng ta không có chữa được, nó có nhiều cái biến chứng và có nghĩa là khi mà ho ho ra máu, sụt cân, giảm cân, thấy mệt mỏi, khó thở mà chúng ta không đi khám bác sĩ. Ung thư phổi, lúc đó nếu là ung thư phổi nó sẽ phát triển và sẽ có những cái biến chứng nguy hiểm. Đầu tiên là khó thở, ho ra máu nhiều hơn và làm tràn dịch màng phổi. Khi mà chúng ta nghe nó ung thư phổi mà có nước rồi thì thường là những giai đoạn cao, những giai đoạn nguy hiểm rồi. Và cái nguy hiểm nhất của ung thư phổi đó là di căn di căn tới gan, di di căn tới những cái bộ phận quan trọng khác và khi mà di căn như vậy khiến cho gan chúng ta không hoạt động được và những nó tử vong như vậy thì làm sao mà chúng ta xét nghiệm và chẩn đoán ung thư phổi đối với người khỏe mạnh á có nghĩa là họ không hút thuốc, thuốc gia đình không có bệnh nói chung là một cái người khỏe mạnh bình thường thì chúng ta hiện tại tại mỹ chưa có bất kỳ cái loại test nào hoặc là bác sĩ khuyên chúng ta đi tầm soát ung thư phổi hết chúng ta chỉ nhắm vào việc mà khuyên bệnh nhân đừng hút thuốc tập thể dục có một cái lối sống lành mạnh tuy nhiên với những người mà đã từng hút thuốc và đã có những cái triệu chứng rồi thì việc xét nghiệm ung thư phổi bắt đầu bằng hình ảnh và cái quan trọng thông dụng nhất là chụp CT CT ngực khi mà chúng ta chụp CT ngực chúng ta thấy được vị trí của khối u chúng ta thấy được kết cấu phổi chúng ta biết được nhiều thứ thông tin thậm chí chúng ta thấy được những cái cơ quan nếu mà bị ung thư phổi bị di căn và khi mà chúng ta thấy một khối u rồi cái việc kế tiếp là chúng ta phải xét nghiệm lấy cái sinh thiết lấy cái tế bào đó ra coi nó là cái gì một trong những cái điểm quan trọng nhất của chữa ung thư là thứ nhất giai đoạn giai đoạn nào thứ hai là loại nào tế bào nào những giai đoạn kế tiếp là cơ địa nào người 70 mắc ung thư chữa khác với người 20 bị mắc ung thư và cái cuối cùng mới là những yếu tố khác thành ra cái giai đoạn là cái quan trọng nhất khi mà chúng ta xét nghiệm chúng ta dùng sinh thiết chúng ta biết được cái loại tế bào nào chúng ta sẽ dùng những cái chụp hình chúng ta dùng PET CT để truy tìm xem là cái khối u này nó có di căn hoặc là nó có đi tới những cái cơ quan khác hay không hiện nay thì ung thư phổi chúng ta thường hoặc là ung thư nói chung là chia làm bốn giai đoạn giai đoạn 1, giai đoạn 2 thường là các khối u nó nhỏ và nó nằm ở chỗ đó đối với ung thư phổi là 5 cm là khoảng bao nhiêu các khối u nó nằm ở đó ở giai đoạn này chữa trị phần lớn là mổ và cắt đi là khi chúng ta dùng hóa trị giai đoạn 3 là khối u nó bự hơn rồi nhưng mà nó chưa có di căn khắp người nó chỉ di căn vòng vòng ở gần đó chúng ta kết hợp mẫu hóa trị với chúng ta xạ trị và giai đoạn cuối là giai đoạn 4 hay còn gọi là giai đoạn di căn là di căn khắp cả người ở lúc đó chúng ta dùng hóa trị thì đó là cái cách chữa thông dụng hiện nay um, và rất là nhiều quý vị một số vị nhắn tin hỏi tôi là hiện nay chúng ta còn dùng hóa trị hay không tại vì một số người nói là hóa trị khiến cho bệnh nhân chết sớm hơn cái này không đúng hiện nay hóa trị vẫn là một trong những phương pháp chữa ung thư hiện đại và được cập nhật bởi viện ung thư và sức khỏe của Hoa Kỳ. Thành ra dùng hóa trị vẫn là phát đồn điều trị chính của chữa ung thư phổi, nhất là trong những giai đoạn muộn, giai đoạn 3, giai đoạn 4. Ngoài ra chúng ta còn có những cái trị liệu khác mà tôi sắp nói tới đây. À, ví dụ như là trị liệu trúng đích, quý vị đã từng nghe nói rồi. Thì uh, trị liệu trúng đích hay còn gọi là target therapy là một cái loại mà chúng ta chỉ nhắm vào cái khối u để mà chúng ta trị và chúng ta tìm cách ngăn cản cái khối u đó phát triển. À, hiện nay những cái thuốc thông dụng trên thị trường gọi là Avastin, quý vị chắc đã nghe nó rất là nhiều trên đài, hay còn gọi là Bevacizumab. Thì Avastin ngăn chặn cái khối u tạo thêm mạch máu và khiến cho khối u đó không có đủ máu và từ từ nó nó chậm nó phát triển lại. À, một cái loại khác tên là Tasiva hay còn gọi là Allotinib thì Allotinib là một cái loại thuốc ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư và một cái loại khác thông dụng hơn là Crizotinib Crizotinib hay còn gọi là Zocori Zocori hoạt động bằng cách là ức chế cái việc phát triển của tế bào ung thư Ngoài ra năm nay giải Nobel y khoa cũng có liên quan tới dùng cái chế độ chúng ta dùng chính tế bào những cái loại tế bào miễn dịch để tấn công tế bào ung thư phổi thông qua cái việc mở khóa và chúng ta gọi là PD1 à, tôi đã từng nói về các loại thuốc này trên một cái chủ đề khác trên youtube nhưng nó tóm lại ung thư phổi ngày hôm nay chúng ta càng ngày chúng ta hy vọng là sẽ còn có nhiều các loại trị liệu hơn và đây chỉ là một trong những loại thuốc thông dụng trên thị trường mà quý vị đã từng nghe À, cuối cùng ngoài cái việc hóa trị, xạ trị, phẫu thuật, dùng trị liệu chung đích chúng ta còn có thể tham dự vào những thử nghiệm lâm sàng và thử nghiệm lâm sàng là sau khi mà quý vị đã thử nhiều thứ rồi mà nó vẫn chưa có um, kết quả tốt hoặc ung thư vẫn tiến triển quý vị nên nói chuyện với bác sĩ ung thư dù tại việt nam hay tại mỹ hay tại bất kỳ nơi nào tại vì hiện nay chữa trị ung thư được cập nhật rất là nhanh trên khắp thế giới và những bác sĩ Việt Nam à, cũng được cập nhật với phát đồ điều trị giống như tại Hoa Kỳ. quý vị nên nói chuyện với bác sĩ để tìm ra cái giải pháp tốt nhất. tại vì mỗi người, mỗi cơ địa, mỗi loại ung thư, mỗi bệnh đều khác nhau. như tôi nói rồi, có thể là chúng ta cùng mắc một cái loại ung thư nhưng mà cái lứa tuổi, cái cơ địa và cái sức khỏe của mọi người khác nhau, thành ra cách chữa trị khác nhau và đó cũng là cái hướng sau này khi mà chúng ta chữa ung thư chúng ta càng ngày chúng ta càng cá nhân hóa hơn và khi mà ung thư phổi di căn hoặc tới giai đoạn cuối rồi thì chúng ta nhắm vào cái chữa trị và triệu chứng ví dụ như là khắc phục khó thở chúng ta giảm đau hoặc là trị liệu giảm nhẹ thì đó là một trong những cái bước cơ bản để chữa trị ung thư phổi từ lúc những triệu chứng chuẩn đoán cho tới trị liệu và hy vọng là quý vị sau khi mới nói chuyện ngày hôm nay quý vị nghe quý vị cũng hiểu hơn về ung thư phổi quý vị có thắc mắc về câu hỏi thắc mắc về bệnh xin liên lạc với chúng tôi và chúng tôi hy vọng sẽ được tiếp tục phục vụ quý vị trong những lần nói chuyện tới vào ngày đầu tiên và ngày 15 hàng tháng trên đài truyền hình phố Bosa TV xin cảm ơn quý vị